Khi mà mình có tàm úy, tức là gì? Tức là sự ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi. Trong kinh Tăng Chi mà Tương Ưng, Đức Phật nói tàm úy là hai pháp nâng đỡ thế gian. Có nghĩa là sao? Khi mà người ta còn biết cái sự hổ thẹn với tội lỗi và ghê sợ với tội lỗi, người ta sẽ không có dám làm ác, người ta sẽ ngại cái chuyện làm ác. Và nếu như lỡ nha, nếu như lỡ người ta phải ở trong cái thế làm phải làm ác, nhưng mà nói thì phải như vậy thôi, chứ còn thực tế mình có sự lựa chọn mà. Nhưng mà như sư nói, ngay cả trong trường hợp người mà có tàm úy lựa chọn làm ác thì họ cũng có sự hổ thẹn và sự sám hối, ăn năn rề đức, và trong bụng của họ ấy, họ sẽ tự nhủ là không có nên làm cái chuyện đó nữa.